Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của xe máy Hồng Đức à. Thì trong clip ngày hôm nay à nhận lại tiếp tục cập nhật cho các bạn về cái phiên bản màu mới của dòng xe à, Future của phiên bản của 2024 nha các bạn. Thì à, ở hai clip trước á, thì nhận đã cập nhật cho các bạn là phiên bản tiêu chuẩn à, phiên bản cao cấp và ngày hôm nay thì nhận lại cập nhật lại hai cái phiên bản đặc biệt nữa là phiên bản màu xanh nhám và phiên bản màu đen nhám. thì ở phiên bản của 2024 này thì nó có những cái điểm thay đổi khác biệt rất là nhiều so với phiên bản của 2023. kể cả khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng đã thay đổi rất là nhiều. thì clip ngày hôm nay thì nhận sẽ chia sẻ lại những phần vấn đề đó. chương trình khuyến mãi à, hỗ trợ cho các bạn và có chương trình hỗ trợ công nhân, chương trình trả góp 0% lãi suất dành cho các bạn mình có nhu cầu để xe. và chương trình như thế nào thì thì nhận bài các bạn mình xem clip ha. Thì trên màn hình các bạn đang xem chính là cái phiên bản màu xanh này là xanh đen nha các bạn, xanh nhám. Thì nếu như ở phiên bản của 2024 á, à 2023 á thì phiên bản xanh nhám thì nó xanh nguyên con ha. Xanh nhám thì nói chung là màu xanh thì Honda cũng đã vừa, à, giữ cái màu chuẩn như là phiên bản cũ rồi. Đây, màu xanh nhám xanh mịn nha các bạn. À, thì ở phiên phiên bản hiện tại á thì hầu như tất cả những cái phiên bản bánh mông á thì nó sẽ thay đổi thành cái phiên bản mặt nạ nè. Mặt nạ trước từ cái phiên bản màu xanh thì các phiên bản màu đen này nó kết hợp với nhau nha các bạn và nó thêm những chi tiết nhỏ chẳng hạn như là một cái phục ở trước nó cây phục nè phục trước nó sẽ là màu đen luôn kết hợp mặt nạ nè và kết hợp thêm những chi tiết khác chẳng hạn như lóc máy nè các bạn lóc máy nè ha và phục sau nè đó thì những chi tiết này thì hầu như dàn chân của 2024 này á, thì kể cả dòng quay alpha mà nó phải nó mới thay đổi đó các bạn gợi ít cũng vậy nó sẽ thay đổi của 2024 này đều là phiên bản màu đen hết nha các bạn thì với cái phiên bản dàn chân đen như thế này thì nó tạo nên cái nét là mạnh mẽ hơn đối với dòng xe của xe full trời nha các bạn và một cái khả năng mà tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt dành cho dòng xe full trời mà hầu như tất cả các cô chú quý anh chị khi mà tham khảo tất cả dòng xe đều rất là quan tâm chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu nè các bạn à chỉ 1.47 lít trên 100 km thôi nha các bạn thì so với ở phiên bản cũ 2023 là 1.54 ha thì ở phiên bản này nó tiết kiệm nhiên liệu hơn À, khoảng 68 đó các bạn còn hàng phiên bản cũ là sản 65 à, cây trên một lít ha ở phiên bản này thì Honda thay đổi nè à, ở phiên bản cũ á, là nó sẽ là cái lóc máy là lóc máy cho bạc ha còn phiên bản mới này là lốc máy màu đen nhám thì nó rất là đẹp ha và kể cả cái trắng sơn cũng vậy nè các bạn cũng thay đổi luôn ha đó màu bóng thì nói chung là xám xám bóng còn phiên bản hiện tại là màu đen bóng nha còn ở phiên bản kế tiếp là phiên bản màu đen nhám nè ở phiên bản này chính là phiên bản màu đen nhám thì ở phiên bản đen nhám á, thì hầu như Honda cũng đã giữ giống như phiên bản cũ nhưng mà các bạn thấy có một cái điểm thay đổi là chính là cái nó sẽ kết hợp với là một cái bẩn xe là một bẩn là vàng đồng đó cái bẩn vàng đồng này chính là cái điểm nhấn cho dòng xe Phu chờ 2024 này đó Future chờ ở phiên bản đặc biệt này nó là nó đen các bạn cực kỳ đen luôn nha đen thui lùi luôn nha các bạn ở phiên bản này nó sẽ kết hợp với cái bẩn vào vàng đồng và cái uh, heo dầu màu vàng đồng luôn ha đó đây phiên bản đặc biệt đều là heo dầu vàng đồng ha còn ở phiên bản cũ là heo dầu vẫn là màu bạc nha các bạn rất là đẹp luôn ha rồi thì những sẽ đi vào những cái uh, chi tiết cụ thể hơn để các bạn mình tham khảo nè chẳng hạn như là ở đây là mặt đồng hồ những sẽ quay cho các bạn mình tham khảo luôn ha mặt đồng hồ á, thì nó là hình 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 vòng tròn vòng rộng nha các bạn đây nó sẽ thể hiện tất cả những thông số rất là dễ nhìn ha à, km nè km tổng nè báo xăng dầu ở vị trí này và xi nhanh trái xi nhanh phải và số ở bên đây ha những đã dán là che lại rồi lý do là đây có cái mã vạch à số xe số khung số sườn xe nằm ở vị trí này mình dễ xem nè 36 đuôi nữa các bạn ha rồi về giá cả dòng xe future chờ thì trước khi là những xe báo giá thì những sẽ cập nhật về địa chỉ cửa hàng nha tí xíu nha bạn thì honda future thì giá hôm nay nó có hai giá nha bạn thì địa chỉ cửa hàng là hết honda hồng đức 10 với địa chỉ là ấp châu quýt a thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh sóc trăng và số điện thoại để liên hệ với những với số là 0964 234 878 nha bạn và kế tiếp là về phần giá cả ha thì đối với dòng xe phụ chờ hiện tại bên cửa hàng bên mình á là nó có phiên bản bánh căm thì giá hôm nay chỉ còn lại là 33 triệu 990 ngàn thì giá này cũng đã giảm rất là nhiều rồi kế tiếp là phiên bản bánh mâm thì giá hôm nay nó chỉ còn lại 35 triệu 990 ngàn thì so với những cửa hàng bên ngoài ở khu vực Sóc Trăng á thì nó sẽ rẻ hơn so bên ngoài ở Sóc Trăng thì giá hiện tại nó khoảng 37 triệu trên đó các bạn cho nên á, thì đây là thời điểm thích hợp để mình chọn dòng xe của chờ. thì trước khi giá nó tăng theo thị trường tết á thì mình nên đây là thời điểm thích hợp để mình chọn xe ha. rồi thì khi mua xe ở thời điểm hiện tại thì tại cửa hàng Honda Hồng Đức bên mình á thì có rất là nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá cho các bạn. chẳng hạn như là chương trình hỗ trợ trước bạ 500.000 trừ thẳng trên giá nè. đó kế tiếp là về cái chương trình là hỗ trợ dành cho công nhân. thì nếu mình đang là công nhân ở thuộc khu công nghiệp thành phố sóc trăng á thì khi mua xe mình nhớ thêm thẻ công nhân của mình các bạn. Thì với cái thẻ công nhân như thế này thì mình sẽ được giảm giá là 500 ngàn triệu thẳng trên giá nha Công nhân chính chủ nha các bạn Không thể sự áp dụng là công nhân của người này mà người khác đứng tên được nha các bạn Mình lưu ý ha Kế tiếp là về chương trình là thu cũ đấy mới Thì với chương trình thu cũ đấy mới này á thì cũng là chương trình giảm giá của cửa hàng nữa Thì chương trình này là duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức mới có bên ngoài Cho chắc chắn sẽ không có nha các bạn Với chương trình này thì khi đổi xe Thì các bạn mình phải có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng à, Có thể là xe 50, xe các hãng à, xe uh, Suzuki Yamaha gì đó vân vân tùy theo các bạn thôi mình sử dụng dòng xe nào thì nói chung á, là bên cửa hàng bên mình vẫn thu cho các bạn với giá ưu đãi giá tốt nhất để mình có thể đổi xe được và với chương trình này á, thì mình sẽ được tham gia vào hai chương trình chính à, mình mua trả góp sẽ được hỗ trợ là chương trình không phần trăm lãi suất ha chương trình này là cửa hàng bên mình sẽ tự bỏ chi phí để hỗ trợ cho khách hàng luôn cho nên á, là duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức bên ngoài thì chắc chắn cũng không có luôn nha kế tiếp là chương trình là giảm giá dành cho các bạn mình mua tiền mặt á mình đổi xe mà mình không mua trả góp á, thì mình mua tiền mặt thì cửa hàng sẽ giảm ngay cho bạn là một triệu đồng nữa đó thì hiện tại rất là nhiều chương trình khuyến mãi nha các bạn mình không gõ về chương trình nào thì alo ngay cho nhận nha còn đối với riêng uh, cho các bạn mình đang là khách hàng của công ty hồng đức rồi á liệt, uh, cũng như là mình đã từng mua xe tại cửa hàng á thì khi mua xe thì mình có một cái thẻ vip của cửa hàng lúc lúc đó thì cửa hàng đã cấp cho mình rồi á thì khi khi mua xe thì mình nhớ đem theo cái thẻ vip hoặc là ở thời điểm mới này á thì cái thẻ vip cũng đã tích hợp vào căn cước luôn rồi cho nên đó các bạn mình cứ việc đem theo căn cước của mình thì sẽ được nhân viên bên mình hỗ trợ à, giảm giá dành cho khách hàng à, cũ tại cửa hàng Honda Hồng Đức và mình có thể, chẳng hạn như mình có cái phiếu sinh nhật giảm giá 500 ngàn á, thì mình nhớ đem theo cái phiếu sinh nhật đó để được giảm giá thêm ha thì chi tiết như thế nào thì alo ngay cho nhận đi thì nhận sẽ hỗ trợ à, tra lại lúc trước mình đã có mua xe chưa hoặc là sinh nhật như thế nào để tư vấn rõ hơn tại mình tránh các bạn mình có mất chương trình khuyến mãi nào ha rồi về cái chương trình kế tiếp đó là chương trình quay số trúng thưởng dành cho dòng xe phụ chờ Thì đối với, với dòng xe phụ chờ hiện tại á, thì khi các bạn mình mua xe thì mình sẽ được tham gia vào cái chương trình là vòng quay may mắn Thì nếu mình may mắn á, thì mình sẽ trúng ít H350i nè còn ví dụ như là mình kém tí xíu mình sẽ trúng Honda Vision còn kém tí xíu nữa trúng quay Alpha còn ví dụ như là mình chưa may mắn luôn á thì mình sẽ không trúng thưởng tuy nhiên á thì các bạn mình sẽ được tham gia thêm cái vòng quay nữa chính là cái vòng quay của Mai Honda thì với vòng quay này mình sẽ được tham gia vào ba lần ba lần quay nữa thì tổng cộng mình sẽ được quay 4 lần lần nha bạn thì cho nên á số lượng quay càng nhiều thì cái tỷ lệ mình trúng cũng cực kỳ cao ha thì biết đâu mình là cái người à, may mắn trúng thưởng ở thời điểm tết này ha rất là quy hoàng dành cho các bạn ha thì hiện tại bên cửa hàng hệ thống honda hồng đức á, cũng trúng à, thưởng rất là nhiều rồi khoảng 40 người rồi. cho nên mình có nhu cầu thì đến ngay cửa hàng để à, tham gia quay số trúng thưởng để mình mua xe ha và cuối cùng á, là về cái phần trả góp á, à, dành cho các bạn mình không có nhu cầu đổi xe thì với chương trình trả góp này á thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn và lãi suất 0.79% và chỉ cần trả trước khoảng 20% giá trị xe thôi vừa lãi suất rẻ mà vừa được nhận luôn cầu bạc gốc nha các bạn các bạn cần tính những cái mốc đó thì alo à, ngay cho nhận đi hoặc là kết bạn qua số zalo 0964 thì nhận có thể là tính tham khảo để các bạn mình tham khảo trước để trước khi ra cửa hàng để mình lên hồ sơ ha thì à, đây là những dòng xe khu à, chờ hot nhất của 2024 mình có nhu cầu là đến ngay cửa hàng rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip của cửa hàng honda hồng đức ạ à.